miền thành phố Thông Minh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một tiệc đầy những tiếng cười và niềm vui cho tất cả quý vị. Thì quý vị và các bạn vừa nghe là một ca khúc là một tựa đề của MV Hiếu phát hành trong thời gian vừa qua mà viết dành tặng cho những người con gái miền Trung. Và ca khúc này là cũng là một ca khúc mà yêu cầu đặc biệt của chú rể Đông Triều dành tặng cho Ngọc Linh. Thì em vượt 1.000 cây số về đây cũng để hát bài đó. Dạ. Cho em hát bài nữa được không ạ? Dạ. Ok. Bài hát tiếp theo lên đồng ý xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn là một ca khúc Hiếu vừa mới phát hành ngày hôm qua. Dạ, ngày hôm qua luôn. Chào anh. Dạ. Một sáng tác của anh Đừng Phong, ca khúc được mang tên Người Thế Bài. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Ông nghĩ sao tướng ông vậy? Ông ra chú kêu đừng đốt thì tôi chưa xong đâu, lực lượng còn đông lắm, lực lượng còn đông lắm. Rồi bài gì bài ở đây là cái lực lượng này là lực lượng nồng cốt của Hoàng Gia Lai. Còn bây giờ là chiều là nồng cốt mà nhậu á chứ mà cái này cốt rượu. À, xin đa băng nhạc em nói bài gì rồi anh em mình cầm bút xin lỗi mọi người chứ ở đây là dân nhảy không chứ không có hát nên là thôi bật nhạc nhảy được không mọi người, giờ đây là nhảy không chứ hát không được, nói thiệt đó. Giờ là bật nhạc lên là mọi người nhảy thôi. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn.
như là đang ngủ. Ok.